Thưa quý vị, ngày hôm qua, các nhà chức trách y tế Ả Rập Xê Út ra thông báo đã có thêm một bệnh nhân tử vong sau khi nhiễm virus gây hội chứng viêm đường hô hấp ở Trung Đông, Moscow, nâng tổng số ca tử vong do chủng virus này tại đây lên 60 người. Theo trang web của Bộ Y tế Ả Rập Xê út, bệnh nhân mới nhất nói trên là một nam thanh niên 22 tuổi, trước khi tử vong vì hội chứng viêm đường hô hấp. Bệnh nhân này cũng đang mắc bệnh ung thư. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, kể từ khi mers xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2012, trên toàn thế giới đã có 182 trường hợp nhiễm, trong đó có 79 người tử vong. Ả Rập Xê út là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 60 người tử vong trên tổng số 145 ca nhiễm.